Chị Kim Ngọc 40 tuổi, hóa 30 tức thì. Chị Hương Vũ 35 tuổi, da căng mịn không tì vết. Thanh Mai 26 tuổi, hết nụ cầm mỡ má, mặt thon gọn. Nhiều thắc mắc, nâng cơ sáng nhân, thon gọn mặt, hiệu quả rõ rệt cho mọi làn da và mọi độ tuổi khác nhau. Đây là khách hàng đã gần 50 tuổi, dấu hiệu lão hóa rõ rệt khi nếp nhăn xuất hiện nhiều ở khóe mắt miệng, cơ mặt chảy xệ và ranh mũi má hõm sâu. Neutermat làm co thắt các bó sợi collagen, giúp nâng cơ chảy xệ, xóa 95% nếp nhăn, lấp đầy ranh mũi má, giúp khách hàng trẻ da 10 tuổi. Đây là gương mặt của mình sau khi làm xong thơm mát toàn mặt, nếp nhăn ở khóe mắt và nọng cằm đã được cải thiện 80-90%, khiến mình trẻ da mấy tuổi. Đây là một khách hàng gần 40 tuổi, dấu hiệu lão hóa rõ hơn khi làn da bị xỉ màu, nhiều nếp nhăn ở mắt, miệng, đặc biệt là cơ mặt bắt đầu chảy xệ. Neutermat chặn đứng quá trình lão hóa, nâng cơ, lấp đầy ranh mũi, má, giúp khuôn mặt thon gọn và làn da căng mịn sáng bóng. Sau khi làm thơm mát thì mình thấy trẻ ra đến mấy tuổi vì da mặt căng sáng lên, rồi cơ mặt nâng lên rõ, không bị má phệ như trước nữa. Mình cảm thấy rất là hài lòng. Đây là một khách hàng chưa tới 30 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu lão hóa với nếp nhăn khóe mắt, đặc biệt nọng cằm mỡ má nhiều khiến khuôn mặt nặng nề. Neutermat sử dụng nguồn nhiệt chuyên trực tiếp làm co bó sợi collagen, xóa sạch nếp nhăn, đánh bay nọng cằm mỡ má cho khuôn mặt thon gọn về lại tức thì. Chỉ sau 30 phút làm thơm mát, nửa mặt bên trái của mình đã có sự khác biệt rõ rệt, đường viền hàm rõ hơn, má không bị phệ nữa, cơ mặt được nâng cao hơn, rất là thích. Sau khi Trinh làm thơm mát xong á, thì Trinh đã thấy sự khác biệt hoàn toàn luôn. Nọng ở càm nè, không có còn nữa. Cái đường hàm của Trinh nó gọn nét hơn, nó da của Trinh nó căng và nó mịn hơn nữa, rồi sáng hơn nữa. Nâng cơ sáng nhan thơm gọn mặt, gọi hotline 090 230 8888.